đức run run cất bạc vào túi từ thuở bé đức có món tiền to thế này là lần đầu ngậm nghĩ đức đoán già là chính bà cả tài đã lừa cho đức thổi lửa ở dưới bếp mà gài ba đồng bạc vào sách rồi muốn giữ kín bà vờ đi chơi đức cố rồi dò cho ra ai là vị ân nhân này từ lúc ấy đức giận cối rất nhanh nhẩu quên cả mệt đức học bài cũng chóng thuộc quá chẳng bù với mọi lần. Càng bận việc, càng lo học thì không tài nào nhớ được một chữ. Một lúc lâu có tiếng bà chủ gọi ở bên kia hàng rào. Đức, mày chết ở bên đấy hay sao mà không về thế? Đức cười thầm, đáp. Dạ, con đây. Con chờ bà cả rồi con về. Thôi, nửa đêm rồi, mau lên nỡ mạ. Nghe cái giọng the thế, Đức lại tưởng tượng đến bộ mặt cay nghiệt của bà chủ mà sợ. Vừa chưa kịp trả lời, Đức đã thấy bà cả tài về vì vội vã dục Đức. Thôi, anh về đi. Ở ngoài đường tôi cũng nghe thấy tiếng bái gọi anh đấy. Đức ngần ngừ toan nói chuyện món tiền khi nãy. Bà... Bà cả tài lại dục Thôi, mai hãy hay. Mai tôi lại nói với bà ấy nhờ anh sang đây nhé vâng cháu đội ơn bà nhiều dứt lời đức lật đật chạy về bà phó thấy đức thì hầm hầm xỉa sói vào mặt mà mắng chà ở bên ấy được chơi à mày chỉ biết ăn hại thôi nói xong bà giơ thẳng tay phát vào lưng đức một cái rõ mạnh đức rúi suýt ngã đức câm như hến không dám nói đi nói lại nửa lời bà chủ càng tức làm sao trong bếp mày để cháu bừa bãi ra thế kia? Muốn sống thì xuống mà quét đi không? Đức lững thững xuống bếp. Thấy thằng khốn nạn bao giờ bị mắng cũng gan góc. Bà phó còn quát theo một câu. Mặt thì xì xì ra. Ai người ta cũng phải tởm. Lần này bị giết móc, Đức không tủi thân tí nào. Vẫn vui vẻ như thường. Đức thu dọn xong rồi lên nhà trên thấy bà chủ vẫn còn đầy vẻ giận dữ đức mon men lại gần tay móc túi lấy tiền miệng tủm tỉm cười nói thưa bà bà chủ vội nghiến răng đáp thưa với bẩm gì mày đừng khéo vờ đi mà ngủ thưa bà con nộp bà bà chủ vẫn quát nộp gì đức thò giấy bạc ra vẫn nhếch mép cười nói tiếp thưa bà tiền cơm. Bà chủ cúi trông tay Đức rồi trố mắt lên mà nhìn. Khi không còn ngờ gì nữa, bà vội đổi ngay ra nét mặt tươi cười vui vẻ và dịu dàng hỏi. Kìa, anh trả tiền cơm tôi đấy à? Đức hả?" Đức Hà giả khẽ đáp. "Vâng." Nói xong Đức đưa mắt nhìn nét mặt đáng khinh của bà chủ. Bà chủ âu yếm hỏi. "Ai gửi tiền cho anh thế?" thưa bà thưa bà đức ấp úng nghẹn lời bởi vì chưa biết đáp thế nào cho có lý được bà chủ lại hỏi dồn u anh gửi cho anh có phải không sẵn câu ấy đức cứ nói vâng hà <laughs> hà thế sao anh không mời u anh vào chơi với tôi một tí thế u anh qua đây lúc nào thưa bà u con gửi gì con thế bà ấy đâu để tôi mời bà ấy ngủ chơi đằng này với tôi cho vui cảm ơn bà dì con vội lại đi ngay từ chiều lần sau anh nhớ mời bà ấy ở lại ăn cơm nhé vâng rồi nói giọng dỗ dành bà chủ hỏi thế còn mấy tháng cơm nữa bà có hẹn bao giờ đưa tôi nốt không thưa bà u cháu khất bài ít lâu nữa thôi được à tối nay có rét thì lên mà ngủ với ông cho ấm nhé đức sung sướng đáp vâng bà chủ vuốt ve tóc đức nói thắp đèn lên mà học nhé vâng từ lúc ấy bà không nhìn đức bằng đôi mắt khoằm khoạm nữa bà bỗng tử tế lạ lùng rồi bà tử tế hơn nữa kia từ hôm sau bà nuôi một thằng nhỏ để hầu hạ thay cho đức mà cứ tối tối bà tự tay thắp đèn cho đức học thỉnh thoảng bà lại quên hẳn chuyện trước mà khuyên rằng phải chăm mà học mới được anh ạ à. lúc bé nếu không chịu vất vả một tí thì lúc lớn sẽ thấy vất vả bằng mười vặn đèn to lên mà học chứ để bé thế này hại mắt anh ạ à. tấm lòng của bà chủ thế nào đức hiểu hết xong đức không muốn nói ra vì dù thế nào mặc dầu đức cũng phải biết ơn bà ấy bà ấy đã cho đức ăn chịu mấy tháng để có chỗ mà học và lại đức nào đã khỏi được nỗi lo tháng sau đức lấy gì mà đưa bà chủ người nào đó vì tử tế mà cho tiền bất quá một lần là cùng chứ ai phí của lại làm phúc kín đáo như thế mãi được ra trường đức hớn hở vui đùa anh em bạn chế nhạo, Đức chỉ đáp lại bằng nụ cười mỉm. Nhiều anh thách Đức đọc bài thi, Đức chỉ lắc đầu, vờ không thuộc hoặc làm bộ ấp úng để các bạn cười ồ. Nhưng khi vào lớp, cả từ thầy cho đến bạn ai cũng phải ngạc nhiên vì Đức đọc trơn một cách không ngờ. Anh em thì thào. Hôm nay trời đi vắng. Thầy cũng tùm tìm khen. Nếu bận sau, anh cứ làm việc chăm chỉ, thì anh sẽ không đóng vai hề như mọi ngày nữa. Đức hớn hở về chỗ ngồi, nhưng người đã trả được mối thù lớn vậy. Trước, bà chủ hay hành hạ, thầy giáo bắt đầu ghét bỏ, anh em bạn bè quen thoi bắt nạt. Nay tự nhiên mọi người đều đối xử với Đức khác hẳn lại, không ai dám khinh Đức nữa. Đức thấy vì chăm chỉ mà được sung sướng như thế nên càng ham học. Bà chủ rất chiều chuộng Đức, mãi đến hôm thứ sáu thầy Đức khêu đèn to để học khuya, bà mới ngọt ngào bảo: thôi đi ngủ anh ạ, à. tôi chói mắt quá. biết ý. Đức vặn bé ngọn đèn lại và mắt nhìn vào chữ mà bụng để đi đâu ấy. Đức lo. Anh em bạn hay lại chơi với Đức lắm, nhất là những người lười và kém thì càng thích làm thân với Đức để một vài khi hỏi han hoặc mượn sách chép bài tính. Thôi thì lúc giờ ra chơi, anh Tam bao giờ mua quýt cũng không quên mời Đức một nửa. Anh Thi có cãi nhau với anh Phúc thì tất nhiên phải dùng Đức để làm quan tòa. Đức thật là danh giá. Cuối tuần lễ ấy, cộng nốt, Đức ngồi vọt lên thứ tư. Cuối tuần lễ sau, Đức nhảy lên ngồi đầu. Rồi Đức ngồi đầu mãi, chẳng anh nào đè nổi Đức bài thi nào cả. Thành ra Đức lại truyền ngôi vua Zero cho anh khác một hôm thầy giáo lấy đức làm thí dụ để khuyên bảo các anh em trong cả trường cho nên ở trường hễ nói đến tên đức thì ai cũng hiểu nghĩa là thông minh chăm chỉ và ngoan ngoãn đến nỗi chữ đức rồi thành ra tiếng thông thường đủ các nghĩa hay chứ không phải tên riêng của người nữa anh đăng khen bạn anh chăm học như thế thì đến đức mất thôi anh lê khoe bài này tôi làm cẩn thận chắc đức lắm vậy mà đức không tí kiêu ngạo được thầy yêu bạn quý đức càng cố gắng đức thường can răn các bạn lười biếng và một lòng kính trọng thầy nhưng được độ ngót một tháng đức lại bắt đầu lo cứ buổi tối học xong trước khi đi ngủ đức hay sực nghĩ ngợi về món trả tiền cơm trọ bà chủ đã nhắc nhỏm bao giờ u anh đến anh mời lại chơi nhé nghe câu nói đức động lòng thương mẹ lại tủi phận mồ côi cuối tháng này mà không có tiền chăng bà chủ lại đối với đức như trước nghĩa là đức lại phải thay chân thằng nhỏ đức sẽ không có thì giờ mà học như bây giờ rồi bà chủ lại hành hạ rồi thầy lại ghét rồi bạn lại khinh đức đã cố dò xem ai có bụng tốt cho ba đồng bạc nhưng không tài nào biết được. Bà cả tài bên hàng xóm mà trước Đức đoán là ân nhân thì đích là không phải rồi. Vì ngày hôm sau, bà ấy kêu mất con sao bài và cứ đổ diệt cho Đức, bắt Đức thể sống thể chết. May có bà chủ bênh vực, nếu không như mọi bận, hai bà về hùa mà đổ diệt cho Đức là ăn cắt. Chính đến nay, bà ấy vẫn ngờ Đức và ghét Đức lắm. Một hôm ở trong buồng, Đức nghe rõ bà cả tài xui bà chủ. Bà cũng phúc Đức giỏm lắm. Hơi đầu mà nuôi báo cô nó mãi, rồi nó lấy xác nó ra mà trả bà. Nghe đến câu ấy, bây giờ Đức càng thấy sợ. Nếu Đức muốn ngày sau nên người, thì còn phải theo đuổi sự học. Muốn theo đuổi sự học, trước hết phải lo món tiền ăn, vậy lấy đâu mà trả trọ? Hôm cuối tháng, trước khi đi chợ, bà chủ gọi Đức và dặn. Hễ ở nhà anh có ai đến thì cố giữ lại chơi với tôi nhé. Đức vâng nhưng bồn chồn cả người, lo lắng quá. Quẩn quanh Đức quyết đến chiều, lại khít với bà chủ vậy. Hoặc nếu bà chủ có đuổi thằng nhỏ đi mà bắt Đức thay nó, Đức cũng đành lòng chưa biết làm thế nào. Nếu cùng lắm, Đức thú thực tình cảnh, xin bà thương tình vừa làm con nuôi vừa làm đứa ở. Đổi công việc lấy bát cơm để lấy chỗ mà học vậy. Buổi giờ ra chơi, Đức bơ phờ buồn bã. Anh em bạn vui vẻ chuyện trò, nhưng Đức cứ đứng thần người ra ở góc trường. Lúc nào cũng vậy, Đức ngồi khoanh tay nhìn vào sách, nhưng trí vẩn vơ. Đức trông thấy ngày mai, cái ngày mai ác tợn. Nó biết cầm roi, nó biết phạt quỳ, nó biết chế nhạo, Buổi chiều bà chủ lạt lẽo hỏi Sao, anh Đức? Thế hôm nay không có ai đến thăm anh à? Bẹn lẽn, Đức đáp Vâng Rồi không nói gì Đức và vội mấy bát cơm và len lét đứng dậy Đức thấy bà chủ gọi thằng nhỏ lên Mắng gắt rầm dĩ và đánh nó đau quá Đức nghe thấy toàn những câu nói cạnh để dọa nạt mình Đức thương thằng nhỏ phải đòn oan mà thở dài. Đức muốn khóc quá. Đến tối, Đức biết thân, vặn nhỏ cái đèn con để học, thì bà chủ đã ngắm nguyết và lừa một cái đến dài rồi nói. Chả biết ngày sau có nên vương nên tướng gì hay không? Đức lùi thủy lấy vở, chống tay ôm chán, thong thả dở từng tờ một cách chán nản. Nhưng mà đến tờ có bài học ngày hôm sau, thì lạ quá. Đức rú lên, ba tờ bạc giấy lại gài chéo vào sách như bận trước. Như bận trước, Đức cũng không chiêm bao. Đức sửng sốt cả người, rơm rớm nước mắt. Rồi tháng nào, Đức cũng thấy có ba tờ giấy bạc gài ở trong vở. Đức đã hết sức chịu khó dò xem ai là người có bụng tốt nhưng không tài nào biết được. Bởi vì đến tháng thứ ba, Đức tưởng như tháng thứ hai chắc rằng đến tận hôm Đức phải trả tiền cho mấy con mòn ấy, thì Đức định đến hôm ấy mới để ý. Ai ngờ Đức lại nhận được tiền ngay từ 10 hôm trước. Rồi những tháng sau, ngày vui mừng ấy cũng thất thường như thế, nên Đức đành chịu không thể biết người bí mật ấy là ai. Đức thi kỳ nào cũng được ngồi đầu. Cuối năm, Đức đỗ sơ học yếu lược dễ như chơi cả hội đồng chấm thi đều khen ngợi đức lại được phần thưởng nhiều sách lắm rồi những năm học sau đức được lên lớp nhì lớp nhất mà chỗ ngồi đầu không ai tranh nổi đức nữa tuy đức không học các lớp dưới nhưng không bao giờ coi các thầy giáo cũ như người ngoài trái lại đức vẫn có lòng lẩn quẩn nhớ các lớp trước là những nơi tháng tháng đức tự nhiên thấy được món tiền đó cứu đỡ đức nhưng thầy giáo chính và thầy giáo tuệ hiện nay không dạy đức nữa thì đức nhận thấy các thầy có ý lạnh lùng với đức thỉnh thoảng đức có lại thăm các thầy thì các thầy chỉ hỏi xăm ba câu rồi khuyên bảo đức nên chăm chỉ mà thôi đức biết rằng các thầy đều bận công việc soạn bài và chấm bài nên không dám lấy làm khó chịu nhưng thực ra đức cũng đồng ý với anh em khen tử tế nhất thầy giáo tuệ nhì đến thầy giáo nhượng, thứ ba đến thầy giáo lợi. Còn thầy cư, thầy chính thì hay phạt, và một vài khi quá nghiêm khắc với học trò. Có một lần ông thanh tra Tây đến trường xem qua loa các lớp, rồi khám lớp đức học, lúc ấy đang vào giờ tập đọc chữ Pháp. Gần tan học, ông thanh tra hỏi thầy giáo xem người học trò nào ngồi đầu lớp. Thầy giáo trò vào đức và bắt đứng dậy. Đức khoanh tay lễ phép nhìn ông thanh tra. Ông này hỏi bằng tiếng Pháp một câu khó trả lời quá. Đức ngẫm nghĩ một lát rồi đáp. Bỗng cả ông thanh tra lẫn thầy giáo cùng trông nhau cười ngặt nghẽo. Anh em ngơ ngác nhìn nhau. Đức thầy bối rối, sượng sùng quá. Một lát ông thanh tra hỏi. Ai dạy anh như thế? bẩm con còn nhớ rằng năm con học thầy chính, thầy có giảng như thế và con đã biên vào sổ tay ông thanh tra lắc đầu nói chắc rằng anh biên lầm rồi về nhà anh mở sổ ra xem lại hay anh nhớ chữ nọ ra chữ kia không biết chừng rồi ông giảng nghĩa cho cả lớp nghe đến tan học đức lục trồng sách cũ lấy quyển sổ khi còn học lớp sơ đẳng đức mở từng trang dò tìm thì ra quả nhiên đúng như lời ông thanh tra nói Đức đã nhớ sai, rồi cười một mình mãi. Năm Đức học lớp nhất, được thầy giáo rất chăm chỉ. Ba tháng trước kỳ thi, thầy bắt anh em cứ ngày thứ năm thì ra trường buổi sáng để tập thi. Nhiều bận thấy ra bài rất khó, nhưng Đức làm rất dễ dàng. Kết cục hơn 10 tuần lễ, thi kỳ nào, Đức cũng được nhiều nốt nhất. Một hôm giờ ra chơi, thầy gọi Đức vào lớp. Nhân có đông đủ các thầy giáo, thầy dở các bài của đức ra khoe các thầy xem bài đức gật gù nói anh này chắc đỗ lắm đức vui sướng đứng im bỗng ông giáo cư nói nhưng học tài thi vận biết đâu ông giáo chính cũng bảo phải khen anh ấy lắm rồi lúc ra thi anh ấy lại coi thường đức nhìn hai thầy tuy không dám tỏ ý khó chịu, nhưng rất không bằng lòng. Đức tin rằng mình vừa chăm chỉ vừa cẩn thận, sức học lại hơn cả anh em, thì thi 10 phần chắc đỗ cả 10. Nếu mình thi hỏng, thì trường này ai đỗ? Từ hôm ấy, Đức càng chăm chỉ, chăm đến nỗi quên cả thì giờ, không để ý dò xét người nào hảo tâm. Hơn 3 năm nay, Đức không phải lo đến nỗi đói khát, nhiều lúc nghĩ ngợi đến người ân nhân bí mật mà cảm động rớt nước mắt. Đức ước ao được trông thấy cái bàn tay quy hoa ấy, tháng tháng vẫn gài giấy bạc vào trong vở. Đức quyết chạy đến, nắm cho chặt và ôm ghi lấy người mà hôn, mà khóc và làm gì nữa cho tỏ hết nỗi lòng biết ơn. Giò xét chán, Đức lại đoán. Đức đoán có lẽ là một người nào giàu có trong phố huyện này, hay làm phúc và cứu vớt Đức Trăng nhưng nào ai thấu tình cảnh của Đức mà sẵn lòng như thế? Hay là quan huyện? Đức suy nghĩ đến 10 hôm về ông này, nhưng quyết lại là sai, vì Đức thường trộm nghe người ta kêu ông huyện ác. Phải, Đức nghĩ ông ấy có lẽ nào lại cho ta tiền bao giờ? Thành ra trong ngần ấy tháng trời, Đức đành phân vân bỏ dở bài tính đố khó ấy lại.